Thưa quý vị, đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức để kiểm tra đánh giá về công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, công tác văn thư lưu trữ. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận địa phương đã thực hiện tốt nhiều nội dung nhiệm vụ cải cách hành chính. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến 31 tháng 7 năm 2023, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Đức tiếp nhận 3.863 hồ sơ thuộc thẩm quyền, trong đó 99,4% hồ sơ được giải quyết đúng hẹn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, thị trấn tiếp nhận 24.540 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hẹn gần 99,6% hồ sơ. 100% hồ sơ hành chính được đăng ký thực hiện trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Trong 7 tháng của năm nay, huyện đã tiếp nhận 33 thông tin phản ánh từ đường dây nóng lãnh đạo tỉnh chuyển đến. Hiện đã xử lý 31 thông tin, còn lại đang trong quá trình giải quyết. Làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức, đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh ghi nhận huyện đã ban hành đầy đủ các văn bản kế hoạch triển khai cải cách hành chính. Đoàn kiểm tra đề nghị địa phương cần tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh xử lý những trường hợp vướng mắc của người dân nhằm phục vụ tốt nhu cầu liên hệ giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức cá nhân.